giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong, Tiền Phong Marathon Nation Championship là giải đấu đỉnh cao có tuổi đời lâu nhất trong làng thể thao Việt Nam, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1958 tại Hà Nội. Đây là một giải đấu hàng đầu đã được đưa vào hệ thống thi đấu của Điền Kinh Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua, được tổ chức cuối tháng 3 hàng năm. Tiền Phong Marathon quy tụ những vận động viên xuất sắc nhất của Điền Kinh Việt Nam ở các cự ly trung bình và dài, tranh tài giành huy chương quốc gia, cũng là cơ hội để các vận động viên phong trào tranh tài trên cùng một đường đua với các vận động viên hàng đầu quốc gia. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007, giải chạy có bề dày lịch sử 62 năm quay trở lại với thành phố cao nguyên Pleiku đầy nắng gió. Tiền Phong Marathon được tổ chức tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai vào ngày 28 tháng 3 với 4 cự ly thi đấu: 5km, 10km, 21km và 42km cho các vận động viên chuyên nghiệp và phong trào. Các vận động viên thi đấu theo hai hệ riêng biệt với hệ thống giải thưởng riêng dành cho vận động viên chuyên nghiệp và phong trào. Tại TPM 2021, các vận động viên sẽ được trải nghiệm cung đường đua đầy thử thách với những con dốc liên tiếp, nhưng đồng thời cũng được thưởng ngoạn khung cảnh tuyệt mỹ của vùng đất cao nguyên với rừng thông, đồi chè, dãy cà phê ven biển hồ, viên ngọc bích giữa núi rừng Tây Nguyên. Giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV, Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai và nhiều đài phát thanh truyền hình trên toàn quốc.